chiều ngày 24 tháng 8 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án giết người cho bị cáo Nguyễn Ngọc Nguyên Thân, còn gọi là Linh, sinh năm 99, trú tại xã Đa Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng gây ra, ra xét xử và tuyên phạt Thân 7 năm tù giam. Điều đáng nói, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Thân đã dùng dao cắt cổ nạn nhân và bị truy tố về tội giết người. Theo cáo trạng, trước thời điểm gây án, do bị anh Huỳnh Viết Hòa, trú cùng huyện Đơn Dương, đánh và đẩy xuống sông Đa Nhiêm nên Thân nuôi ý định trả thù. Trong một lần cùng bạn đi uống cà phê tại quán Biển Nhi ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, biết anh Hòa cũng thường xuyên đến đây uống cà phê nên Thân dự định sẽ đánh anh Hòa. Khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2020, Thân chuẩn bị một con dao bấm, đi xe máy đến gần quán cà phê, dựng xe tại đây rồi đi bộ đến quán ngồi cùng với nhóm bạn đang chơi cá ngựa. Khoảng 15 phút sau, anh Hòa đến ngồi cùng bàn nhưng cách xa Thân. Lợi dụng lúc anh Hòa đang xem mọi người chơi cá ngựa, Thân đứng ra sau lưng, một tay giữ đầu, một tay dùng dao cắt cổ anh Hòa rồi chạy về xã Đạ Ròn. Anh Hòa được mọi người đưa đến trung tâm y tế huyện Đơn Dương cấp cứu với thương tật được giám định là 6%. Thân bị bắt giữ ngay sau đó và bị khởi tố về tội giết người. Tại phiên tòa, Thân thành khẩn khai báo trước đó gia đình đã bồi thường cho anh Hòa toàn bộ tiền chữa bệnh là 5 triệu đồng. Nên hội đồng xét xử đã xem xét và tuyên phạt Thân mức án 7 năm tù giam và bồi thường thêm cho anh Hòa số tiền 6 triệu đồng, tiền mất thu nhập trong một tháng điều trị.